Thôi nhưng mà dù sao game này còn đang chơi game cũng rồng. À thằng ngu xin ý này nhé. 3 năm trước mày chịu đâu. Nó lên đánh hai hai, nó đánh hai hai lúc nãy nó mạnh hơn thật, nhưng đánh hai hai bây giờ nó không còn mạnh hơn được nữa. Cái này sao sao có này nhớ con AZ, nó livestream rồi nó biết con AZ rồi, có mình chua. Đừng, chạy level 1 thua. Đây rồi, tao có khiên, tao có khiên. Dạ, còn để mất hết 2 spell. Nó đánh ở trong trụ 2-3 phút luôn, thấy thằng nào xuống luôn đi. Nó đứng giữa hai trụ đánh 3 phút mà thằng nào nãy còn chấm máu mà nó xuống. Nãy xuống là mạng free với mọ luôn nhá. Không có đủ level nói chuyện với chị đâu ha. Cái quả trước thì con mít xuống xíu là ngon, cái quả này thì rừng xuống sớm xíu là hai mạng luôn. Con tóc biến rồi hả? Lời đấy. Nay sơn 100 spoiler. Nay sơn mấy tập con này? Tập con này được đâu đó khoảng 5 game rồi. Thấy có vẻ cũng tạm tạm. Nó lên đánh hai hai, đánh hai hai lúc nãy nó mạnh hơn thật, nhưng đánh hai hai bây giờ nó không còn mạnh hơn được nữa. Làm gì vậy? Cứu không sao đây? Hết cứu rồi. Hãy chạy được luôn kìa. Thôi, lúc này chơi tôi làm gì đâu mà căng hạt dữ. Căng có mấy lính làm gì mà căng dữ vậy mấy ba. Thích cái mỏ mà lại chết thật mà chết. Thôi chắc là vì tôi son sen nó bị chết mẹ. Chắc mình về lấy sơ chiên luôn. Biến có chết không? Chắc không chết. Hết nội tài.
quýnh cho bù đầu nha. Đồ có 2 đồ nữa, hơi chịu. Giờ xì 2 đồ mà bọn ấy đánh tài lắm. Hai mươi lăm số nữa đúng không? Để tôi xíu nè. Đời con giáp lên la. Hết máu rồi nên mình đứng lại ăn con balloon nó rồi đấy. Dám đánh đỉnh nha. Anh lên đút đen là cái gì? Delay, hơi delay một xíu. Con nó dễ chơi mà. Con nó dễ chơi điên khùng. Mình test 100 game mà mình có thể bắt con này vào rank cao thủ được, anh em biết con này dễ chơi cỡ nào. Khó có đứt bắn nè. Phải có tăng cơ chứ, hắn đứng ở phía trước mặt họ, hắn bị ăn hiệu ứng không chế, hắn cút liền luôn á. Đây, Quino. Chào. Múa, biết ai vậy?
biết ai nhét của chúng tôi. Mẹ cho không biết là tôi đánh con này hơi ghê. 300 không cùng tay khác. Trời ơi, tôi test con này mới. Hôm qua giờ tôi test con này 5 game tôi thắng hết 4 game. Tôi mới đụng một con này có 5 game duy nhất thôi nè. Mình có cải thiện alo cài với đu nè. Alo anh em thấp quá nhắn mình. Cải thiện alo cài với đu nha mọi người.